Theo báo cáo nhanh đến thời điểm trưa nay, bão số 9 đã làm 2 người bị thương, gần 500 nhà bị tốc mái, trong đó có 3 nhà sập hoàn toàn. Ảnh hưởng bão số 9 hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có gió to trên cấp 8 và mưa to đến rất to, bình quân từ 150 đến 300mm. Hiện bão số 9 đã làm một số nhà dân ở các địa phương tỉnh Quảng Nam bị tốc mái, một số xã bị mất điện, nhiều cây xanh bị gãy đổ. Các địa phương ven biển, nhiều nhà dân bị tốc mái. Hàng trăm ngư dân vẫn trên tàu cá chưa vào bờ được do sóng to gió lớn. Chính quyền địa phương đang tìm mọi cách đưa những ngư dân này vào bờ. Còn tại thành phố Tam Kỳ, trên nhiều tuyến phố, hàng loạt cây xanh bị bão cột ngã, nhiều biển quảng cáo bị thổi bay. Còn tại Bình Định, từ chiều qua đến trưa nay xuất hiện mưa to đến rất to, gió mạnh cấp 12 giật cấp 15. Mưa to gió lớn đã gây thiệt hại tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mưa lớn và gió giật mạnh đã làm toàn tỉnh Bình Định mất điện từ sáng sớm nay. Gió mạnh cũng làm hai nhà tốc mái khiến hai người bị thương, một nhà sập. Hiện toàn tỉnh vẫn chưa có thiệt hại lớn về người ở trên bờ. Tuy nhiên, tỉnh Bình Định có hai tàu cá bị phá nước và chìm khi di chuyển vào nơi tránh trú bão. Có 26 thuyền viên bị mất tích. Hiện trên biển Đông, Hải quân vùng 4 cho biết có một tàu cá ngư dân Bình Định bị chết máy. Trên tàu có 14 ngư dân. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đang chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Hải quân vùng 4 tiếp cận đưa các thuyền viên bị nạn lên bờ. Tại Phú Yên, lúc này tâm bão đã đi xa nhưng theo nhận định ảnh hưởng của bão số 9 sẽ còn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Sức gió mạnh đã gây ra thiệt hại cho người dân, đặc biệt là tại thị xã Sông Cầu. Gió quần đến gần 10 tiếng đồng hồ đã làm 31 nhà bị sập và tốc mái, 170 ao điền nuôi trồng thủy sản của thị xã Sông Cầu bị hư hỏng, nhiều cây xanh tại Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa bị ngã đổ, mái che bằng tôn và hệ thống lưới điện ngã đổ, đứt dây khá nhiều. Hơn 80.000 khách hàng bị mất điện tại các huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa. Điện lực Phú Yên đã khôi phục sự cố mất điện cho gần 24.000 khách hàng. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 9 gây ra.